Mẹ nằm đó với người thân, tình cha nghĩa mẹ, anh gần chị xa. Ngã đâu rồi cũng là nhà, sang đòi về hạ vẫn là quê hương. Thi phẩm Giả Biệt của tác giả Quý Linh. Anh viết bài này vào ngày đưa mẹ vào nghĩa trang họ Ngô, với giọng diễn ngâm của nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm. Mẹ nằm đó với người thân, tình cha nghĩa mẹ, anh gần chị xa. Ngã đâu rồi cũng là nhà, sang đoài về hạ vẫn là quê hương. Quê cha cách một đoạn vẫn không ngăn nổi tình thương của người con về khóc mẹ, mẹ ơi, biết rằng sinh tử vòng vòng đời khó